Ăn gì khó có quan lo, tập 61. Dạ, ăn chào ông. Dạ, dạ. Cái ông có thích ăn món gì ông con mua cho ông ăn. Nhưng mà ông mới ăn, ta mới cho ăn một tí mì rồi, no quá à. Một tí bự no quá, mới đi ăn một coi bự lắm. Món gì mà ăn để dành được không? Thì ông thích ăn trái cây uống sữa gì không? Dành à, dành rượu bia là ăn bánh mì tịnh. Lắc bia đó bộ mang tiếp. Ông có bỏ dưa chua gì không? Bỏ. Có bỏ ớt không? Không bỏ chua, bỏ dưa leo ớt thôi. Bỏ dưa leo với ớt thôi. Rồi, rồi. Dạ rồi. Dạ, lấy cho con một ổ mì thịt, để dưa leo với ớt thôi nha cô. Cô lấy cho con phần thịt nhiều nha, con trả tiền thêm ạ. Đúng với yêu cầu như mọi người, bánh mì nhiều thịt, chỉ dưa leo với ớt. Không nhiều thịt là mình tự nói nha, chứ chú không có kêu nhiều thịt. Con gửi ông bánh mì. Cảm ơn con nha. Dạ. Ông ở đây với ai ạ? Với bà xã. Có mình ăn chay với làm bảo vệ à. Ông lên đây ông bán là ông bán với số hả? Tại vì số. Bà xã ông có nhận có làm gì không? Cũng đi bán luôn. Bà bán ít hơn chú. Ví dụ chú bán 200 vé, bà bán 50 trăm mà. Dạ. Bà còn đi chợ nấu ăn đồ nữa, bán không có tiền ấy thì buồn. Buồn. Ấy là buồn lắm, còn ăn hết thôi vui. Không ra đi khám bệnh là không có bệnh gì hết. Khỏe luôn á. Bảy mấy tuổi khỏe luôn, mừng quá. Dạ chẳng biết. Là đang nó bụng người ta kêu cho ăn cái khỏe lại. Như giờ nãy ăn xong rồi giờ gặp tí ổ mì nữa là khuya về ăn nè. Con biết vậy con mua ông hai ổ cho bà ổ nữa. Thôi ổ rồi. Ra khuya rồi. Hai người chia ra người nữa khuya rồi. Ăn chút xíu rồi ngủ. Dạ. Con có chút đỉnh con gửi cho ông. Rồi cho hết luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều quá. Con chúc ông thật là nhiều sức khỏe nha.